Nữ Thụy Điển với Nữ Anh, phân tích tỷ lệ, nhận định, dự đoán kết quả trận đấu tại trận tranh hạng 3 vòng chung kết bóng đá nữ thế giới giữa Nữ Thụy Điển với Nữ Anh diễn ra lúc 22 giờ ngày 6 tháng 7. Cập nhật thông tin trước trận đấu giữa hai đội. Nữ Anh gặp Nữ Thụy Điển là trận tranh hạng 3 World Cup nữ 2019. Ở bán kết, Nữ Anh thua Nữ Mỹ 1-2. Đây là thất bại có phần đáng tiếc của đội bóng xứ sương mù, bởi họ thi đấu không quá lép vế trước đội bóng số 1 thế giới. Thực tế, nếu Stephanie Zane thực hiện thành công cú sút 11 ở phút 84 và Mini Bright không bị truất quyền thi đấu, chưa chắc Nữ Anh đã nếm trái đắng. Phía đối diện, Nữ Thụy Điển khá may mắn khi được gặp nữ Hà Lan ở vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất. Vậy nhưng, thay vì giành vé vào chung kết như kỳ vọng của các cổ động viên, họ đã phải dừng bước sau thất bại 0-1 sau 120 phút thi đấu. Hai đội hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức. Về mặt tổng thể, Nữ Anh đang thể hiện khá tốt. Trước khi thua Nữ Mỹ, Nữ Anh có mạch 5 trận toàn thắng, riêng 3 trận gần nhất đều có cách biệt từ 2 bàn trở lên. Phía đối diện, nữ Hà Lan không phải là lần đầu tiên Nữ Thụy Điển nếm trái đắng tại World Cup 2019. Trước đó, vào hôm 21 tháng 6, họ đã thua tâm phục khẩu phục Nữ Mỹ 0-2. Trên sàn giao dịch, đội ngũ thiết lập tỷ lệ châu Á niêm yết mức chênh 0.3/4, đồng nghĩa đánh giá Nữ Anh cao hơn rất nhiều so với đội bóng Bắc Âu. Cần biết rằng, trải qua 9 lần so tài cao thấp với Nữ Thụy Điển, thử thách cao nhất dành cho Nữ Anh chỉ là 0.1/2. Ở hoàn cảnh đó, không ngạc nhiên nếu Nữ Anh ra về với tấm huy chương đồng. Dự đoán tỷ số 2-1 cho Nữ Anh.